Xin chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn bây giờ là ngày 18 tháng 9 2024. Bây giờ là 7 giờ 55 phút. Nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C, đổi ra độ F là khoảng 80 độ F. Ba Michael đang có mặt ở đây là ngã tư đường Hậu Giang với Nguyễn Văn Luông. Con đường Nguyễn Văn Luông này thì hồi đó nó tên là con đường Thiệu Trị. Thì như bà con các bác thấy á, Sài Gòn hôm nay là nhiệt độ có 26 độ thôi. Bầu trời một màu xám xịt luôn, không có một chút xíu nắng. Nhìn xa xa là giống như cảnh ở trong thành phố trong sương mù vậy bà con. Tại sao có hiện tượng như thế này? Thì xin thưa bà con quá, vì tối ngày hôm qua là đêm Trung Thu, Sài Gòn mưa gió tơi bời luôn, cả Sài Gòn luôn, mưa nguyên một đêm luôn bà con. Cho nên sáng nay bà con quá thấy thành phố giống như là chìm trong sương mù vậy. Rồi thì bây giờ mời bà con các bác lên xe ha, đi cùng với ba mẹ cậu đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Coi coi có cái gì không, coi có cái gì tới tay mình à, coi có cái gì mới không, tin tức gì mới không để cập nhật cho bà con cô bác biết. Thì sáng nay ba Michael vẫn tiếp tục đếm cái dòng comment coi ai ủng hộ ba Michael đi quay 24 quận huyện, và đến bây giờ luôn xin thưa bà con bác mới có 15 người thôi. Ba Michael mới đọc được đúng có 15 người là ủng hộ thôi. Trong khi đó video của ba Michael đã lên tới 100.000 view rồi nha bà con. 100.000 view, gần 1.000 like à. Và dòng comment đó là lên tới gần cả hơn 100 rồi, hơn 100 dòng comment rồi bà con à. Mà chỉ có vỏn vẹn 15 dòng comment là ủng hộ ba Michael đi quay thôi à. Hôm nay có cũng một bác gì đó cũng nói rằng là đi quay đổi mới gì đó, gì đó, đừng cái gì đó. Nói chung là comment cũng nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng cũng không có vô cái chủ đề trọng tâm, cho nên mấy cái dòng comment đó ba mày còn có không tính. Đây là bót Nguyễn Văn Tố nè, cầu Hậu Giang nè. Ba mày còn không đẹp. Nói chung là ba mày còn cũng đã biết trước sự việc nó vậy rồi. Vậy đa phần bà con cô bác xem là bấm cái dạng như tôi qua thôi. Cho nên cái chỗ mà ba Michael để thử thách đó, thì nó lại nằm ở phần ai mà gặp ai mà tô là chắc chắn là sẽ không có xem được cái dòng đó. Chứ ba Michael tin chắc rằng là nếu mà các bác mà xem cái dòng đó là thế nào, các bác cũng thể comment ủng hộ ba Michael à. Nhưng mà rõ ràng 100.000 view nha bà con, 100.000 view, gần 1.000 like, hơn 100 dòng một căm comment, nhưng mà chỉ có 15 người là có thể xem được cái dòng đó của ba Michael thôi, xem được cái đoạn đó của ba Michael thôi. Thiệt là một cái con số mà ba Michael lâu lâu với ba Michael thử với ba Michael thấy ba Michael cũng chạnh lòng ghê á. Rồi thì thôi kệ. Vậy là ba Michael cứ tiếp tục Sài Gòn Chợ Lớn, tại vì các cô chú bác cũng không có thích à, chưa đủ con số 20, cho nên ba Michael vẫn tiếp tục. Nhưng mà khi nào đủ 20 là ba Michael sẽ làm một cái ba Michael sẽ dành ra một tháng để ba Michael thử thách à, quay 24 quận huyện mỗi ngày một quận. Rồi trong quá trình đi thì ba Michael sẽ chia sẻ những cái gì ba Michael viết về cái quận đó à, những cái di tích à, địa danh, địa sử. À, đây là chợ Bình Tiên rồi bà con. Khu này là đường Bình Tiên. Khiếp thiệt, ba Michael cũng không nghĩ. Phải chi có như bình thường có 2-3 ngàn người xem thì thôi ba Michael không nói. Lần này cái video của ba Michael tới 100.000 lượt xem nha bà con. 100.000 lượt xem, gần 1.000 like, dòng bình luận hơn 100 dòng bình luận, hơn 100 cái bình luận luôn nha bà con. Mà chỉ có vỏn vẹn 15 cái
15 dòng bình luận là có thể xem được cái đoạn đó của ba Michael. Thiệt tình. Khổ thiệt. Bà con cô bác mà cứ xem phim của ba Michael mà con cô bác bấm tua qua thì bà con đâu có biết được gì đâu bà con. Dạ, ba mẹ ngồi biết tại sao mà đôi lúc những video mà địa danh địa sử ba mẹ ngồi chia sẻ quá trời chia sẻ luôn nhưng mà không ai biết hết. Còn những cái video mà trên trời dưới đất vậy đó, thì quá trời view. Dạ, ba mẹ ngồi cũng mừng mượn đoán được rồi bà con. Không phải là phim của ba mẹ ngồi hay dở nữa mà do là bà con cô bác có thói quen là cứ bấm tua qua cho nên không có hiểu được cái nội dung, cái câu chuyện của ba mẹ ngồi nói về cái gì. Rồi đây là con đường Phạm Văn Chí nè bà con. Đây để coi coi. Đó, trời ơi Phương Diêm Thuận đóng cửa luôn bà con. Chưa. Giờ đâu còn ai đứng xếp hàng nữa đâu bà con. Xin thưa bà con bác, giờ không còn ai đứng xếp hàng nữa. Rồi giờ mình đi vô chợ Bình Tiên. Năm nay là Phương Diêm Thuận là ăn Tết Trung Thu lớn. Nó bằng qua đường quá. Rồi con đường này là con đường Gia Phú. Ngày hôm qua mình mới đi rồi cho nên ba mẹ rồi sẽ kiếm đường quay đầu lại. Ở đây có nhà hàng. Ôi trời ơi. Hết hồn. Chạy cái đường nó vắng mà chừng chi mà chạy nhanh mà vượt chi vô trời. Chúng ta đang đi trên đường Gia Phú. Trời xin thưa bà con bác, bầu trời này là bầu trời của dấu hiệu bão á bà con. Sài Gòn mình á thì hiếm khi nào mà bão vô lắm. Được cái gì bà con. Sài Gòn mình thì người dân Sài Gòn là chịu, đa phần là chỉ chịu áp thấp nhiệt đới là phần lớn, chứ ít khi nào mà bão vô Sài Gòn lắm. Hình như có một lần, không nhớ năm nào, có một lần bão vô Sài Gòn. Nhưng mà hiếm lắm. Hiếm, cực kỳ hiếm luôn bà con. Đa phần là chỉ áp thấp nhiệt đới thôi. Con đường này đường Mai Xuân Thưởng nè. Ha, mình chơi mình đi ngược đi. Bình thường là ba mẹ cậu đi từ cái chỗ này nè. Là ba mẹ cậu chạy ra nè. Giờ ba mẹ cậu sẽ chạy ngược vô ha. Ngược vô chợ Bình Tiên bằng con đường chạy ngược thôi. Là mày chơi chạy ngược thử thôi, có view nhiều không? Bình thường chạy thuận giờ mình chạy ngược thử thôi. Nghe nói là cơn bão số 4 nó đã hình thành ngoài Biển Đông rồi bà con. Và theo cái lộ trình đường đi bão là ngày 19, 20, 21 như này bà con, là đi thẳng vào cái khu vực miền Trung luôn. Hình như là Huế, Đà Nẵng là cũng bị dính. Huế, Đà Nẵng nhưng mà nặng nhất chắc Quảng Bình, Quảng Trị quá. Trời ơi. Xin thưa bà con cô bác á, giờ nghe thấy bão là thấy phùng vía lên mây hết trơn. Việt Nam mình đó, bây giờ là đã có kinh nghiệm về ứng phó về bão rồi bà con. À, tức có nghĩa là khi cơn bão chuẩn bị lên đó, là bắt đầu là mình đã có trên tư thế sẵn sàng là ứng phó rồi. Cho nên đa phần là bây giờ không có sợ bão nữa bà con. À, phương tiện tàu bè thuyền gì đó bà con biết không? Khi mà lên cái là ứng phó gì được hết rồi. Ứng phó với bão được rồi nhưng mà bây giờ ứng phó với lũ mới mệt nha bà con. À, bây giờ Việt Nam mình không có sợ bão mà chỉ sợ lũ, cái hoàn lưu bão á bà con. Tại vì nó quét thẳng vào miền núi không mà bà con. À, bà con có bác thấy không? Có quét thẳng vào miền núi không? Ui cha, cái này mới khó nè nha. Bình thường đi thuận bây giờ đi ngược.
giảm ta. Giờ ba mươi cầu chạy ngược, chạy ngược là nó chà, ở đây có cái đình nữa hả? Cái đình hay cái chùa gì đây? Ở đây có cái đình hay cái chùa gì nữa? Chết rồi, chết rồi. Bình thường chạy thuận chứ còn bây giờ chạy ngược không biết đường vô vậy hả? Đường nào dẫn ra chợ Bình Tiên trời. Sao 30 rồi chạy, 30 rồi thấy nó lạ quắc, lạ quơ à. Rồi rồi, chạy lạc đường rồi. Trời ơi, lạ quắc rồi bà con. Ủa, cái khu sớm làm chổi rồi, mất tiêu rồi. Trái phải đây trời. Ừ, lạ quắc à, không biết đường luôn. Hôm nay bà con cô bác cùng với ba mẹ cậu đi tìm đường mới luôn. Hôm nay qua bãi sậy nè, nãy mai sườn thưởng và bãi sậy. À rồi, ra cái chợ rồi đây. À. Thôi, rồi ra tới đây là ba mày còn nhớ đường rồi. Ôi, vừa chạy xe mà vừa chạy một tay gầm một cái tô luôn, quá dữ. Mấy người này là thuộc dạng chuyên nghiệp rồi nha bà con. Ba mấy cô kêu ba mấy cô chạy vậy, ba mấy cô không dám chạy đâu. Cái tô đó nó nước không à, nó mà chạy mà nó lắc lư không chắc tiêu quá. À, hôm nay là ngày 16 nè, hôm nay là cái như là ngày cúng cô hồn nè. Trời ơi, thấy chưa? Trời, không những cái bà chị này, bà chạy ghê thiệt. Trình độ cao thủ à, chạy một tay luôn bà con. Vô chỗ đông người chạy một tay mà cầm cái tô. Đó chắc bò kho quá. Chị này cao thủ. Ghê. Mày gọi chạy không kịp luôn á bà con, chạy không lại luôn á. Đúng là dân chuyên nghiệp. Thì bà con mình tới đây em chỉ cho mình cách gửi con chuột. Bà con mình nghe chỉ giúp em. Ba mày gọi quay chắc lát nữa trời mưa quá. Quá hay. Thiệt tình. Phải công nhận là quá hay bà con. Quá hay, cao thủ luôn á. Chạy một tay. Ba mấy gồ là chạy là thua rồi đó. Ôi trời ơi, chắc mưa quá. Hôm nay bà con cô bác có dám đi tắm mưa với ba mấy gồ không nè? Ủa, nó chuyển ghê quá trời luôn bà con. Ôi trời, chuyển mây đen thui luôn. Hôm nay dám tắm mưa bà con.
Hôm nay bà mà trời mưa mà 30 cầu tắm mưa là bà con bác cho 30 cầu một like nha. Rồi bà con bác comment giúp 30 cầu, ủng hộ 30 cầu nhé. Cho 30 cầu có thêm cái động lực bà con. Nha, các cô chú bác nào mà có để coi bà con có bác nào xem được tới cái đoạn này, các cô bác nào mà xem tới đoạn này các bác nhớ bấm cái nút thử ủng hộ 30 cầu. Nếu bà con cô bác xem phim của 30 cầu mà bà con cô bác cứ bấm tua tua qua cái 30 cầu buồn quá bà con. Đừng có bấm tua nữa bà con. 30 cầu đi quay phim cực lắm. Mà muốn đem cái gì tốt nhất cho bà con cô bác chia sẻ nhiều lắm. Các cô chú bác mà bấm ủng hộ comment giúp 30 cầu mà xem phim vậy á, sau này 30 cầu có động lực, 30 cầu sẽ chia sẻ thêm nhiều những cái gì mà 30 cầu biết mà 30 cầu nhớ về Sài Gòn xưa cho bà con cô bác nghe. 30 cầu dám bảo đảm, đảm bảo bà con cô bác luôn, bà con bác đi tìm kiếm các nguồn trên mạng cũng không có đâu bà con. Những gì 30 cầu biết là chắc chắn luôn đó. Cho nên các cô chú, anh chị và các bạn nào mà yêu thích Sài Gòn xưa mà muốn tìm biết về mấy cái địa danh, địa sử Sài Gòn xưa thì bây giờ bà con bác bấm cho 30 cầu thử, ủng hộ 30 cầu. Để 30 cầu biết là có bao nhiêu các cô chú bác, anh chị quen thuộc của 30 cầu là xem phim của 30 cầu, để từ đó cái 30 cầu có động lực, cái 30 cầu chia sẻ thêm những cái kiến thức của 30 cầu. Chứ không thôi 30 cầu làm phim cực lắm, đi quay cũng cực nữa, mà chia sẻ cũng nhiều, nó cũng mệt lắm bà con. Mà cái điều quan trọng là các cô chú bác, anh chị và các bạn không có xem được á thì buồn lắm. Đó, hôm nay giờ 30 cầu tắm mưa nha bà con. Giờ là bây giờ 30 cầu sẽ đi tắm mưa. Bà con cô bác nào có coi được tới cái đoạn này thì comment giúp 30 cầu cái ủng hộ 30 cầu. Để 30 cầu có thêm động lực bà con. Năm nay không biết năm đề ba là sao đó, tự nhiên 30 cầu tắm mưa hoài luôn. Rồi đầu tiên xin đưa bà con bác cho 30 cầu cất. Cất cái gì bà con bác biết không? Cất bóp, cất điện thoại. Rồi. Đó. Xong. Hấp miếng cà phê. Ba mày gọi nói chân tình lắm nha bà con. Bà con cô bác ai mà xem được tới đoạn này thì đừng có tiếc gì một cái like, một cái comment ủng hộ 30 cầu để ba mày cầu có thêm cái tinh thần nha bà con. Bất chấp nắng mưa chở bà con bác đi chơi, đi dạo Sài Gòn. Con đường này là đường Phan Văn Khỏe nè, hồi xưa là bến Nguyễn Văn Thành. Đó, bà con bác không thấy mây đen nó kéo ghê không? Bà con bác thử kiếm thử coi các cái giới YouTuber có ai chịu chơi nha, như thằng 30 cầu này không. Trong các giới YouTuber làm về Sài Gòn là 30 cầu nó có nhiều cái thứ độc quyền lắm nha bà con. Nhiều cái độc quyền lắm á. 30 cầu phải gọi là nhiều cái á, chứ không phải là một cái nữa. Cái đầu tiên đó là cái cà khịa Việt Kiều đó. Với YouTuber Sài Gòn này là rất là o bế Việt Kiều, đặc biệt là Việt Kiều Mỹ, o bế lắm. Nhưng mà có bà con có bác thử kiếm thử trong các YouTuber ở Sài Gòn này, bà con có bác có thấy tay YouTuber nào mà dám cà khịa Việt Kiều cho 30 cầu không? Trời láng hết á. Đây đường Phạm Bình Hổ, Phan Văn Khỏe nè. Các YouTuber ở Việt Nam này á,
làm về Sài Gòn hay không biết, về Kiều mà gửi tiền cho cái mừng thấy mùa nội luôn, ho bế dữ lắm. Còn có tay YouTuber nào mà như cái thằng ba Michael này mà Việt Kiều cho tiền, nó nói không cần thiết nó không quý mà nó chỉ cần thích nghe kể chuyện thôi đó. Bà con có bác thử kiếm thử đi, có cái tay YouTuber nào như thằng ba Michael không? Nói chung là nhiều lắm. Bà con cô bác theo dõi từ từ đi, bà con cô bác biết cái hàng ba gai này. À đây là chợ khô rồi, trời ơi lên đèn luôn bà con. Buổi sáng mà lên đèn là mâm mấy con tưởng là chợ bán ban đêm luôn bà con. Wow. Đó bà con bác thấy không, gió bắt đầu là đem ra để che chắn đó bà con. Ô tới lạp xưởng rồi kìa bà con. Ô xin thưa bà con bác, tới mùa lạp xưởng rồi, vậy là tết gần tới rồi bà con. Trời ơi đó. Xin thưa bà con bác, bắt đầu là mọi người ở đây bắt đầu vương dù rồi, bắt đầu che chắn đó bà con đó. Đây chợ này chợ Bình Tây. Trời mưa cái đường xá nó lầy lội ghê mà con. Cái khu này là khu cũng bị giải tỏa nè bà con. À, nhiều căn nhà đã được dọn đi hết rồi. À, bàn giao lại mặt bằng để làm mấy cái con kênh xanh nè. Ôi ôi có gió kìa, trời nó u ám ghê không. Ba mấy cô đã chuẩn bị sẵn rồi bà con. À, mưa là mình tắm mưa luôn nha bà con. Khu này bán đồ chơi rồi đó, ai cũng vậy bà con á, bây giờ đem đồ bạc ra che à, chuẩn bị đối phó. Ba mấy con cũng đã chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đối phó xong rồi. Bà con cô bác đã chuẩn bị chưa nè, mặc áo mưa vô nha. Ba mấy con hay tắm mưa không cần mặc, thì dân chơi Sài Gòn mà người gọi là dân chơi cầu Ba Khẳng. Còn bà con cô bác á, thì ở nước ngoài hay là lớn tuổi thì nên mặc áo mưa vô, ngồi sau ba mấy cô chuẩn bị à, mưa xuống cái mình tắm mưa nha. À, bà con cô bác chuẩn bị tư thế sẵn sàng hết nha. Nghe ba mấy cô báo là mưa là biết rồi đó. À,